tuổi 30 điều hành công ty 300 nhân sự, nhìn lại lối đi riêng của founder Metup. Sáng lập và điều hành Metup từ khi vẫn còn học đại học, Hà Thị Tú Phượng, gương mặt Forbes Việt Nam U30 năm 2018 đưa công ty trở thành cái tên nổi bật trong lĩnh vực giải trí số tại Việt Nam. Cô đang điều hành công ty hơn 300 nhân sự, thử nghiệm mô hình mới để tìm hướng đi riêng ở thị trường nội dung số. Giờ đây, Metup đứa con tinh thần của Phượng và đồng đội đã gặt hái không ít những thành công và có chỗ đứng trong thị trường khi hợp tác với khoảng 3.000 creator và tạo ra khoảng 8 tỷ lượt xem trung bình hàng tháng. Cùng tìm hiểu hành trình khởi nghiệp của Hà Thị Tú Phượng nhé. Hà Thị Tú Phượng sinh năm 1992, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Niềm đam mê internet đã dẫn dắt cô gái trẻ này dấn thân vào lĩnh vực truyền thông mạng. Thời điểm đó vẫn còn rất mới mẻ so với nhiều người. Hà Thị Tú Phượng hiện đang dẫn đầu đội ngũ tại Metup, là mạng lưới kết nối những nhà sáng tạo nội dung video trên nền tảng YouTube. Những cột mốc đáng chú ý của cô gái trẻ Hà Thị Tú Phượng: 15 tuổi 2007, học lớp 10 xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập. 21 tuổi, cô trở thành một trong 8 đại sứ sinh viên Google tại Việt Nam, lần đầu được đi nước ngoài và giao lưu với bạn bè trong khu vực. Năm 22 tuổi, Phượng khởi nghiệp Metup, chuyển vào sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 24 tuổi, Metup Network nhận được đầu tư nước ngoài. 26 tuổi 2018, lọc vào danh sách thất ý under thất ý của Forbes Việt Nam. Thực ra thì em cũng phải chia sẻ thật là trước khi mà mình đến với cả công việc này thì mình cũng không biết đam mê của mình là ở trong lĩnh vực giải trí hoặc là video online. Nhưng mà thực ra khi mà có cơ hội mình làm việc trong cái chương trình Đại sứ sinh viên Google, một trong những công việc của em đó là training, đào tạo cho các bạn sinh viên và các thầy cô trong trường cách sử dụng các cái sản phẩm của Google, ví dụ như là Gmail, Google Drive, đặc biệt là YouTube nữa. Thì những cái tiếp xúc của mình với các sản phẩm rất là thông minh đó của Google, hoặc là đặc biệt là những cái buổi đào tạo các bạn cách làm sao để sử dụng YouTube cho hiệu quả, hoặc là cách kiếm tiền trên YouTube chẳng hạn, thì sáng tạo nội dung trên YouTube thì nó vô tình nuôi dưỡng cái đam mê đó và trở thành một cái niềm đam mê của bản thân mình. Theo Phượng, với cái mô hình Metup, tức là tạo một cái mạng lưới đa kênh dành cho những người tạo video trên YouTube, thì cái thử thách ban đầu của mình là gì? Thực ra cái thử thách ban đầu của em là trong việc xác định được tập khách hàng đúng của mình. Tại cái thời điểm mà mình bắt đầu, cái đối tượng khách hàng mà em nhắm đến là các bạn sáng tạo nội dung cá nhân. Khi mà mình tìm hiểu đơn thuần thôi thì mình sẽ thấy là cái mô hình doanh thu từ YouTube sẽ rất là tiềm năng, nguồn thu rất là nhiều tiền. Thật không? Thế thì khi mà mình bắt tay vào làm thì mới phát hiện ra thực ra nó không phải là như thế. Cái việc doanh thu YouTube nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Và nếu mà một bạn làm sáng tạo nội dung chỉ phụ thuộc vào doanh thu YouTube thôi, nó chưa đủ. Thế thì công ty phải làm sao đưa ra được những cái lợi ích tốt hơn để giúp cho các bạn có thể có được nhiều nguồn thu hơn từ việc sáng tạo nội dung của mình. Cái khả năng để có thể kiếm tiền được em có thể nói là vô hạn. Lý do bởi vì sao? Bởi vì việc mà mình sản xuất nội dung, mình sáng tạo nội dung trên YouTube, nó không chỉ đơn thuần là sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ YouTube, mà nó còn là một cái cánh cửa mở để mà mình có thể có tiếp cận với nhiều cơ hội khác nhau. Khi mà bạn đã có khán giả trên YouTube rồi thì đó là cái cơ hội mà bạn có thể làm việc với cả các nhãn hàng để sản xuất được nhiều nội dung hơn và hợp tác với các nhãn hàng, hay thậm chí là biến cái việc sản xuất nội dung trên YouTube đó thành một cái startup riêng về media của mình chẳng hạn.